Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với những cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan, bị can Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị đề nghị truy tố tội tham ô tài sản. Trương Huệ Vân là cháu ruột của Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Vân được bà Lan tin tưởng, giao đứng tên cổ phần, vốn góp, tham gia quản lý, điều hành nhiều công ty khác nhau có hoạt động như kinh doanh thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Eurasia Concept và điều hành hoạt động Công ty Cổ phần Lavi Food, Công ty Tani Food, Công ty Cổ phần Sài Gòn Galleria. Năm 2021, Trương Mỹ Lan mua lại công ty cổ phần Lavi Food từ ông Lê Thành để đưa vào vận hành, hoạt động trong lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và giao cho Trương Huệ Vân quản lý, điều hành thông qua Nguyễn Phi Long, tổng giám đốc công ty cổ phần Lavi Food cùng với Võ Hồng Khanh, Hồ Xuân Dũng. Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân công ty cổ phần Lavi Food vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác. Ngoài ra, Lan còn thống nhất chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty ma để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với công ty cổ phần Lavi Food nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân. Quá trình điều hành công ty cổ phần Sài Gòn Galleria, công ty cổ phần Eurasia Concept, Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân, nhân viên kế toán của hai công ty, phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này. Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB. Từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, 50 khoản vay, tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.800 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, đủ căn cứ xác định Trương Huệ Vân đã thực hiện hành vi giúp sức, đồng phạm với Trương Mỹ Lan, thực hiện hành vi phạm tội, tham ô tài sản, liên đới chiếm đoạt số tiền hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Trương Huệ Vân thành khẩn khai báo đã tự nguyện phối hợp với gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả của vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án liên quan Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong vụ án, ông Chu Lập Cơ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Times Square, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Chu Lập Cơ là chồng bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị can mang quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc, là người sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, có 99,26% cổ phần của Công ty Cổ phần Times Square Việt Nam, tên cũ là Công ty Cổ phần Đầu tư Quảng trường Thời đại Việt Nam. Bị can Chu Lập Cơ cùng với bà Trương Mỹ Lan tham gia điều hành các hoạt động của công ty và triển khai dự án tòa nhà Times Square với chức năng là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại và các công trình dịch vụ tại khu đất 2236 Nguyễn Huệ và 5769F Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chu Lập Cơ được vợ trao đổi đề nghị lấy tài sản dự án Times Square để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do Lan chỉ định tại ngân hàng SCB. Ông Cơ đồng ý với đề nghị của vợ. Do đó, năm 2009 đến năm 2012, ông Cơ thống nhất với bà Trương Mỹ Lan sử dụng tài sản quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại dự án tòa nhà Times Square do Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square sở hữu để đảm bảo cho các khoản vay đứng tên các cá nhân, tổ chức do bà Lan chỉ định để có tiền đầu tư dự án Times Square và sử dụng cho mục đích riêng của bà Lan. Sau đó, ông Cơ với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Times Square ký các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết chấp thuận việc thế chấp, bảo lãnh cho các khoản vay do bà Lan chỉ đạo tại ngân hàng SCB. Tài liệu điều tra thể hiện từ tháng 12 năm 2012 đến tháng 12 năm 2014, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo các cá nhân tại ngân hàng SCB, tập đoàn Vạn Thịnh Phát và công ty Times Square thực hiện các thủ tục lập các hồ sơ vay vốn khống để giải ngân cho 73 khoản vay khống của 67 khách hàng. Tổng số tiền giải ngân là hơn 29.400 tỷ đồng, thời hạn vay vốn 5 năm. Đến năm 2017, do các khoản nợ đến hạn nên ông Cơ tiếp tục ký biên bản họp đại hội đồng cổ đông của công ty Times Square để đảm bảo đối với dư nợ hơn 35.500 tỷ đồng theo danh sách khách hàng khống của SCB. Ông Chu Lập Cơ khai nhận ký các thủ tục bảo lãnh khoản vay theo chỉ đạo của bà Lan, không có quan hệ với các cá nhân đứng tên vay vốn, không có nhu cầu vay nhưng vẫn ký khống các thủ tục, hợp thức hóa hồ sơ vay vốn cho vợ, gây thiệt hại hơn 39.000 tỷ đồng, tiền gốc và tiền lãi vay của ngân hàng SCB. Căn cứ kết quả xác minh tại ngân hàng SCB, kết quả ghi lời khai của các bị can, cơ quan điều tra xác định ông Chu Lập Cơ có vai trò giúp sức cho vợ là Trương Mỹ Lan phạm tội gây thiệt hại cho SCB số tiền hơn 9.100 tỷ đồng, sau khi trừ hơn 30.000 tỷ đồng giá trị tài sản đảm bảo. Quá trình điều tra, ông Chu Lập Cơ thành khẩn khai báo, bị can đã nộp 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Trong vụ án liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, ngoài bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đại gia Nguyễn Cao Trí. Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Cao Trí, 53 tuổi, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, sở hữu 2 hệ sinh thái gồm tập đoàn Capella có 28 công ty con hoạt động về lĩnh vực bất động sản, kinh doanh nhà hàng, khách sạn và tập đoàn giáo dục Văn Lang có 7 đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Do quen biết từ năm 2017 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã hợp tác với ông Nguyễn Cao Trí để đầu tư dự án mua cổ phần một số công ty của ông Trí. Theo thỏa thuận, ông Trí đã nhiều lần nhận tiền của bà Lan thông qua những người giúp việc của Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát với tổng cộng 1.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan thống nhất sẽ chuyển nhượng 65% vốn điều lệ công ty cao su công nghiệp với giá 45 triệu đô la Mỹ. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí số tiền 21,25 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 476 tỷ đồng để mua 31,22% vốn điều lệ ông Trí đang sở hữu. Do công ty cổ phần cao su công nghiệp chưa được chuyển nhượng trong vòng 5 năm, ông Trí và bà Lan thống nhất ký hợp đồng ủy thác đầu tư và để ông Hồ Quốc Minh là người quen môi giới của bà Lan, cùng người thân quen của ông Trí đứng tên trên hợp đồng. Lần hợp tác thứ 2 giữa các bị can diễn ra tại dự án sinh thái Đại Ninh ở huyện Đức Trọng, Lâm Đồng do công ty Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư. Nguyễn Cao Trí thâu tóm 58% cổ phần của doanh nghiệp này với giá 2.230 tỷ đồng trong năm 2020-2021. Sau đó, bị can Trí thống nhất bán lại doanh nghiệp này cho bà Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng, đã đặt cọc 20 triệu đô la Mỹ, tương ứng hơn 463 tỷ đồng. Lần thứ 3, về hợp tác đầu tư dự án khu công nghiệp tại huyện Hải Hà giữa ông Trí và bà Lan, cơ quan điều tra xác định giữa năm 2020, công ty cổ phần tập đoàn Bến Thành Holding Group của ông Trí xin nghiên cứu đầu tư dự án này và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấp nhận. Ông Trí sau đó đồng ý cho bà Lan cùng tham gia. Sau khi đã chuyển 9,5 triệu đô la Mỹ, tương đương 220 tỷ đồng, bà Lan thay đổi ý định, không tiếp tục tham gia dự án mà đề nghị chuyển số tiền trên cùng một số khoản khác để mua 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang. Nhà chức trách cáo buộc cả 3 khoản tiền đầu tư trên đều không có giấy tờ biên nhận nên tháng 1 năm 2021, ông Trí gặp bà Lan chốt đã cầm 1.000 tỷ đồng, 827 tỷ đồng gốc và 173 tỷ tiền lãi của bà này. Để Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tin tưởng, Trí đồng ý chuyển nhượng 10% vốn điều lệ công ty Văn Lang cho người đại diện của bà Lan đứng tên. Tuy nhiên, sổ sách kế toán của công ty không ghi nhận việc chuyển nhượng vốn điều lệ trên. Tháng 10 năm 2022, sau khi bà Lan bị bắt giam, ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã được ký trước đó. Mục đích làm việc này của ông Trí nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền. Vị đại gia này sau đó lập khống các văn bản thanh lý hợp đồng, yêu cầu ông Hồ Quốc Minh ký ngay khi vị này chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài chữa bệnh. Bị can Trí sau đó gửi đơn đi nhiều nơi, khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bà Trương Mỹ Lan và còn tố người phụ nữ vu khống, bôi nhọ danh dự ông ta. Khi bị công an bắt giữ, Nguyễn Cao Trí mới thừa nhận mua bán cổ phần, dự án với bà Trương Mỹ Lan và đã nhận tiền. Ông ta đề nghị gia đình khắc phục hậu quả, hiện nộp lại hơn 640 tỷ đồng.